Xin chào tất cả mọi người. Lúa mạch là một trong những loại ngũ cốc lâu đời nhất đã được sử dụng làm thuốc từ thời cổ đại. Các nhà nghiên cứu Hà Lan phát hiện ra rằng lúa mạch là một vị thuốc có chứa tới 35% axit béo không no, có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu, điều mà không phải loại ngũ cốc nào cũng có được. Lúa mạch nguyên hạt được rang và xay trong máy xay cà phê, với việc bổ sung rau diếp xoăn có thể là một chất thay thế tuyệt vời cho cà phê thật. Cà phê lúa mạch pha sữa là thức uống tuyệt vời và bổ dưỡng cho trẻ em và người lớn tuổi, không chứa caffeine gây hại. Trà lúa mạch, thảo dược và cỏ lúa mạch có tác dụng như một chất bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn. Vì vậy, loại trà này là thức uống hoàn hảo để cung cấp cho bạn sức mạnh và giữ cho bạn khỏe mạnh. Ngũ cốc nguyên hạt, lúa mạch có thể điều chỉnh và giảm lượng đường trong máu của bạn. Nếu bạn lo lắng về trái tim của mình, hãy uống một tách trà lúa mạch. Loại trà thanh lọc này có thể làm tăng lưu lượng máu, giảm cholesterol và theo người Nhật, loại trà này có khả năng loại bỏ tạp chất ra khỏi máu. Và lúa mạch làm giảm cholesterol, mang lại sức mạnh và giúp bạn khỏe mạnh. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt nhé.